Hi, chào mừng anh em quay trở lại với channel top manga Ngũ Lão Tinh, cuối cùng, một trong năm ông lão này đã thể hiện sức mạnh của mình. Một sức mạnh đáng sợ khiến những nhân vật mạnh mẽ trên XH phải ngưng lại một nhịp. Satan tham chiến, đồng nghĩa băng mũ rơm phải đối mặt với một nhân vật hùng mạnh nữa. Bên cạnh Kizaru, người vẫn đang làm tốt trong cuộc chiến với Luffy. Vậy điều gì đã xảy ra trong chương 1094? Mời anh em cùng mình tìm hiểu trong video. Phân tích One Piece 1094 Thực thể quyền năng Satan, Luffy và Kizaru lưỡng bại câu thương. Trước khi đến với nội dung chính ngày hôm nay, anh em đừng quên là bên mình có cung cấp tài khoản ChatGPT chính chủ để phục vụ anh em học tập và làm việc với giá cực tốt. Link mình để ở phần mô tả dưới video này. Chương 1094 có tiêu đề Thần khoa học phòng ngự Zegasia Satan. Phần trang bìa là hình ảnh các thành viên tộc Shimochiki, trong đó có cả Zoro, anh cũng là hậu duệ của thần kiếm Ryuma. So về bề dày gia phả thì rổ cũng rất kinh dị đấy chứ. Chương mở đầu với đoạn tiếp nối mươi 1093 sau khi Atlas hô to mệnh lệnh khiến Pacifista quay xe tấn công hải quân. Đám robot đã lập tức hướng laser bắn và bắn liên hồi. Là lệnh của Vegapunk, toang rồi mọi người, chạy khỏi đám Pacifista đi. Hải quân hốt hoảng bỏ chạy, tuy nhiên các Pacifista đã kịp tấn công họ. Sự công kích quá lớn cộng với sự bất ngờ đã khiến cho hải quân tổn thất nghiêm trọng. Những người lính chỉ có thể tìm cách ẩn nấp, nhưng với sức công phá quá lớn của Pacifista Mark III, việc trốn sau những tảng đá là vô dụng. Rất nhiều vụ nổ khổng lồ được tạo ra, quét sạch kha khá hải quân, nhưng họ cũng nhìn thấy nhóm Vegapunk đang xuống sân. Đám hải quân bắt đầu chuẩn bị tấn công họ. Vegapunk đang xuống đây phải không? Bên trên, Vegapunk, Atlas, Frankie và Sanji đang cố gọi tên Bonnie. Nè, sao ta lại xuống trung tâm vậy? Rơi mất. Một phần năm bánh xe được làm từ đá biển nên nó sẽ không rơi đâu. Đó là đoạn thoại giữa Frankie và Vegapunk. Qua đó ta thấy được, ngoài những phát minh kỳ lạ và cực kỳ tiên tiến, Vegapunk cũng luôn chọn chất liệu tốt nhất để tạo ra những món đồ của mình. Tìm thấy rồi, Sanji hét lên khi nhìn thấy cô nàng Bonnie radar quý cô của tôi chưa bao giờ sai cả. nó là một loại radar phi khoa học nhưng tôi tin nó chính xác. cả tiến sĩ cũng bất ngờ trước khả năng cảm nhận gái sinh của anh ba nhà ta. tuy nhiên sanji nhận xét với tốc độ của vegatan họ sẽ không kịp hỗ trợ bonnie ngay lập tức. anh chàng nhảy khỏi vegatan rồi dùng tốc độ siêu phàm của mình để tiến đến chỗ bonnie. ta có thể thấy tốc độ của anh ba nhanh đến nỗi chỉ thấy những vệt sáng hình rích rác trên đường bay của anh. bên dưới cô nàng bị một phó đô đốc nhắm đến. do có nhiều vết thương trước đó, cho nên bonnie chủ yếu là né chiêu. cô dùng một một cây súng bắn vào đám hải quân. Đòn này có tên trải nghiệm cận tử, nó khiến cho bọn họ cảm nhận được khoảnh khắc của cái chết. Đám hải quân sợ hãi rồi ngất xỉu. Họ xui cả bọt mép sau khi cảm nhận được sự đáng sợ của tử thần. Vị phó đô đốc không hiểu thuộc hạ của mình bị gì. Một số người lính khác thì hét lên: "Đứng lại, Bonnie, ta thấy cô nàng chạy rất nhanh về phía Pacifista." May quá, quyền kiểm soát đã thuộc về phe ta. Nhưng có một điều bất ngờ là nữ phó đô đốc có tên Bluegrass lại không chế được một con Pacifista. Ta được giới thiệu năng lực ác quỷ của Bluegrass là Nori Nori cho phép bà ta cưỡi và điều khiển bất kỳ thứ gì. Một lần nữa, Bonnie ngẩn người khi đứng trước cỗ máy có hình dáng cha mình. Mau trả lại tuổi thọ, những hải quân ngươi đã không chế đi. Bluegrass hét lên, sau đó điều khiển Mark Thurt bắn vào Bonnie. Đừng đứng ngây người ra đó, Bonnie, Sanji hét lên. Nhưng mọi thứ đã muộn, cô nàng tân tinh bị bắn văng ra. Sanji kịp thời đến và giúp cô chạy khỏi phó đô đốc. Tôi biết Kuma là cha cô, nhưng nếu cô không chấp nhận việc này, cô sẽ em thôi, trước mắt cứ chạy đã. Sanji ám Boni chạy như bay, trong khi vị phó đô đốc dùng đòn Raccoon Hammer khiến mặt đất nứt ra. Vào đây đi Sanji, Bonnie, các Pacifista thuộc về chúng ta rồi, chuồn nhanh. Vegapunk và Atlas đồng thanh hét lên. Tại tầng thí nghiệm lúc này, Kizaru và Luffy đang vai nhau cực gắt. Cả hai bất phân thắng bại và họ không hề tỏ ra chút mệt mỏi nào sau trận chiến tương đối dài từ nãy đến giờ. Xin lỗi nhé, nhưng ta không thể tập trung vào nhiệm vụ của mình nếu cứ nán lại đây. Còn đó là nhiệm vụ của tôi, một cuộc đối thoại nhỏ giữa hai chú khỉ. Và ta có thể thấy rằng Kizaru luôn tập trung cho nhiệm vụ được giao. Mọi tác động từ bên ngoài không thể khiến cho vị đô đốc ngừng lại hoặc mất bình tĩnh. Một cái đầu lạnh đến đáng sợ nếu akiji và Fujitora thường làm trái ý cấp trên. Nếu Akainu và Aramaki thường bị cảm xúc chi phối khi làm nhiệm vụ. Chó đỏ thì bỏ qua Ace để dí Luffy, bò xanh thì bất chấp mệnh lệnh xông thẳng vào Wano để lập công. Thì Kizaru lại toàn tâm toàn ý với nhiệm vụ, bỏ qua việc ai là chính diện, ai là phản diện. Phải công nhận, Khỉ vàng là một người lính xuất sắc, nói xong, khỉ vàng bay về phía Vegapunk, Luffy cũng nhanh chóng đuổi theo. Cuộc chiến đang diễn ra căng thẳng thì đột nhiên, các nhân vật mạnh trên đảo khựng lại một nhịp, ta thấy Kizaru, Luffy, Zoro, Lucy, Jinbe và một số phó đô đốc đã nhận ra sự xuất hiện của một thực thể mạnh mẽ. Chi tiết này hơi trôn anh ba, Tại sao lại như vậy? Vì các nhân vật mạnh đều được vẽ nét mặt khi cảm nhận được Satan. Cả Jinbe, một người đang ở bên ngoài cuộc chiến với nhiệm vụ là mang hành lý ra lối thoát phía sau, vẫn có cho mình một khung tranh thể hiện biểu cảm. Thế mà Sanji, người có mặt trực tiếp tại chiến trường thì không được vẽ. Đúng là số con ghẻ, Oda chôn anh tôi thế là cùng. Video spoil, mình còn rủ dê anh em lao poster. Chúng ta chuẩn bị ra khỏi hang. Thế mà đọc kỹ chương này, mình lại thấy... Thôi, chúng ta vào lại anh em ạ. Cái hiện diện quái gở gì đây? Đó là lời nhận xét của Jinbe khi cảm nhận được khí tức kỳ lạ của Satan. Rõ ràng, nét mặt của tất cả các nhân vật không phải sợ hãi mà chính xác thì họ đang bất ngờ. Hà kỳ quan sát cho phép người dùng cảm nhận bản chất của một đối tượng. Vậy tức là các nhân vật kể trên cảm giác được sự hiện diện của một thực thể không giống người, mà như lời Jinbe nói, nó là hiện diện quái gở. Có một khung tranh nhỏ cho ta thấy bộ ba yếu đuối, Usopp, Nami và Chopper đang đẩy Stussy ra khỏi phạm vi cuộc chiến. Có vẻ Oda đã cho ba người này lui về làm hậu cần rồi, cũng hợp lý vì những cuộc chiến hiện tại quá quyết liệt toàn dân nạp vip ông thì hag bá vương ông thì trái ác quỷ xịn ông thì nạp hẳn mã gen siêu chiến binh pacifista dừng lại sutton hét lên cái quái gì vậy đám pacifista ngưng bảo vệ chúng ta rồi ê mấy đứa bay nghe mệnh lệnh này sao thế rõ ràng không ai trên đảo có quyền hạn hơn chúng ta trừ khi đúng như họ lo sợ ngũ lão tinh đã xuất hiện và tham chiến trời cái vòng phép thuật gì vậy đám lính hải quân bất ngờ hét lên thông báo đến toàn bộ lính hải quân ngũ lão tinh thánh satan sắp xuất hiện tại đảo đứa nào cấp bậc dưới chuẩn đô đốc thì đừng nhìn vào mặt ngài ấy anh em lưu ý đoạn thoại này đây là đoạn chuẩn được dịch từ trang nước ngoài manga plus sau đó ta thấy một vụ nổ xảy ra tất cả đều bất ngờ vì sự xuất hiện của một nhân vật tầm cỡ cả phe ta lẫn phe địch đều hoảng hốt mọi người trên vân thì nhanh chóng bỏ chạy bây giờ bên dưới cái vòng tròn phép thuật có ai đó đang xuất hiện kẻ nào từ đáy xã hội lên vậy, Sanji nói. Và cuối cùng, người ấy đã xuất hiện. Phóng viên thường trú tại đài truyền hình Tomanga trân trọng thông báo. Ngũ Lão Tinh, Thánh Garcia Satan, một trong năm người có quyền lực tối thượng nhất, đã chính thức tham chiến tại mặt trận Egghead. Cái quái gì vậy? Một số lính hải quân thắc mắc và ngay lập tức một anh lính vỡ đầu khi nhìn vào mặt Satan. Ok, hãy phân tích một tí phân đoạn này. Đầu tiên, chắc chắn những hải quân cấp cao đã biết rằng ngũ lão có thể đánh nhau. Tại sao mình lại nói như vậy? Vì khi cảm nhận được khí tức của Satan, các phó đô đốc nói, lẽ nào, ý của họ là lẽ nào ngũ lão đã tham chiến? Trong khi đó, các hải quân cấp thấp còn không nhận ra thực thể trước mặt là trưởng lão, như vậy chúng ta có thể chắc chắn việc ngũ lão biết chiến đấu nó không phải điều gì bất ngờ, chỉ lạ với chúng ta thôi, còn trong One Piece thì đầy nhân vật biết vụ này, cỡ Phó Đô đốc là biết rồi như vậy, không loại trừ khả năng, ngũ lão từng chiến đấu rất nhiều lần trước đây rồi, họ cũng trả giấu nghề về thế giới làm gì. Các vết thương trên người họ biết đâu lại do những huyền thoại quen thuộc gây ra đấy chứ. Roger, Dâu Trắng, Rox, Siki, Rayleaf. Hãy chú ý, Luffy hay băng mũ rơm ở thời điểm này vẫn chưa đủ đẳng cấp nếu so với những nhân vật mình kể bên trên. Sự đe dọa từ một tân tứ hoàng đã khiến Satan phải ra mặt rồi. Vậy sự đe dọa từ Rox hay Roger ở thời đại trước lẽ nào không đủ để khiến họ ra tay? nhất là sự kiện thùng lũng chúa nơi băng rose tấn công thẳng mặt thiên long nhân một chi tiết nữa là khi hải quân thông báo đừng nhìn vào Satan. Chi tiết này chứng minh, chẳng có haki bá vương nào ở đây cả. Anh em đừng tin mấy Oda top top nhé. Bản chất của bá khí là tác động đến tất cả những ai đứng trong phạm vi. Bá khí càng mạnh thì phạm vi càng rộng. Ban còn nhắm mắt thì vẫn tạch như thường. Còn trường hợp của Satan, đừng nhìn thẳng vào mặt là được. Còn những người đủ mạnh thì nhìn vào cũng chả bị làm sao. Từ điều này có thể suy ra việc Satan khiến người khác nổ đầu là nhờ trái ác quỷ. Bên cạnh đó, chi tiết này gần như đã mở ra một giả thuyết khác. Đó là gì ạ? Vâng, trái ác quỷ của bò Hàn Cốc thực chất là doan thần và nó cũng thuộc nhóm những trái yêu quái như của người lão tinh. Vì ai nhìn vào Hàn Cốc mà có ý bậy bạ là hòa đá ngay. Còn ai nhìn vào Satan mà yếu yếu là nổ nát đầu. Bản chất năng lực khá tương đồng. Phải chăng vợ anh Men cũng ăn doan thần nhưng chưa thức tỉnh và chỉ có một trái ác quỷ khủng như vậy mới khiến Rô đen hứng thú và có ý chiếm đoạt. Giả thuyết cực kỳ hay, đúng không ạ? Mình sẽ phân tích về nó trong một video riêng. Trở lại câu chuyện Long Time No đó là câu nói của sao thổ và ông ta nói với mặt đất. Có thể đã lâu rồi vị lão tinh mới chiến đấu bằng dạng này và đặc biệt là xuống mặt đất trước giờ toàn ở thánh địa mà thôi. Trên đầu kia, coi chừng, Sanji hét lên. Ta thấy Vegeta bị bắn bởi Kizaru. May là cú bắn đó trượt, Luffy cũng nhanh chóng có mặt sau lưng lão khỉ. Dừng lại đi Kizaru, ta tưởng người tới giới hạn trong dạng đó rồi chứ. Có vẻ lão khỉ còn hơi khinh thường anh men. Doan thần hồi máu liên tục, dễ gì gục được. Sau đó, Luffy xoay vòng cơ thể, chuẩn bị cho cuộc tấn công mới. Gomu Gomu, no white star gun cú đấm của Luffy xuyên qua đầu Kizaru. Năng lực của cậu đã khiến cho đầu khỉ vàng biến thành cao su. À, đoạn này đang bị tranh cãi về vấn đề phiên dịch và lời thoại. Bọn mình đọc bản tiếng Anh phát hành chính thức để tiện cũng giải đáp cho anh em. Chính xác thì khi bị đấm, Kizaru nói tệ thật. Còn Luffy là người nói hết năng lượng rồi. Tức là cả hai lưỡng bại câu thương trong pha này nhá. Chưa bên nào có lợi thế và chưa bên nào bất lợi. Khỉ bị đấm nhưng mặt vẫn tỉnh bơ. Mà đúng là đòn này đam không to. Kaido từng ăn chiêu y hệt nhưng vẫn tỉnh táo. Còn việc Luffy biến thành ông già thì nó đã từng xảy ra. Trong phút mốt cậu ấy sẽ trở lại bình thường thôi. Nika Satan đứng bên dưới và cảm thán, ta thấy hình dạng của lão rất đặc biệt, nó chắc chắn là trái doan thần. Như các video trước mình có nói, trái này được lấy cảm hứng từ yêu quái Ushi Oni trong văn hóa dân gian Nhật Bản và nó sẽ mang sức mạnh của lửa. Trở lại chỗ Luffy, cậu đang nằm thè lưỡi dưới đất, trông lù đã trẻ lại một tí so với khung tranh trước. Còn Vegapunk lúc này đã rơi xuống đất vỡ tan nát. Nhóm Vegapunk đứng trước Satan, ánh mắt tiến sĩ đầy sự hoảng hốt. Thánh, thánh Satan Này tiến sĩ, ông có sao không? Frankie nói, còn anh ba thì cứ để ý tới mỹ nhân thôi. Tay thì ám Bonnie, miệng thì hỏi, Atlas không bị thương chứ? Satan nhìn chằm chằm vào Vegapunk và nói, ta tưởng ông nên bị trừ khử lâu rồi chứ. Không hiểu sao, Bonnie đang tỏ ra cực kỳ tức giận. Cô đang đăng sát khí và nghĩ tới quá khứ. Ta ra lệnh đấy, Vegapunk, giữ lại ý thức của hắn ta. Ta không thể chấp nhận việc đó, nếu làm vậy, cứ sẽ có vẻ đây là đoạn thoại của Saturn và Vegapunk trong quá khứ, tức là lão tinh sao thổ đã can thiệp và ép tiến sĩ biến cư ma thành cỗ máy vô tri như hiện tại. Bonnie vừa khóc vừa đâm thẳng vào ngực Saturn, máu bắt đầu chảy ra và nhìn ánh mắt thì có vẻ Satan có đau và rất tức giận. Chương truyện kết thúc ở đây. Mình đã có những phân tích rất kỹ về sức mạnh của Ngũ Lão Tinh. Họ rõ là không bằng Yonko vì các tứ hoa họ không bao giờ bị đâm dễ dàng như vậy, bất chấp việc họ còn đang ngủ đi nữa. Rõ ràng họ ở một đẳng cấp cao hơn và chắc chắn Satan chỉ ở mức của Đô đốc trở xuống. Nhiều độc giả cho rằng họ rất mạnh mới ra lệnh được cho Đô đốc và thủy sư. Điều đó không hợp lý, quyền lực cao hơn chưa chắc mạnh hơn. Ví dụ trong hải quân, mấy ai qua được gáp, kể cả Sengoku, trong thực tế cũng vậy. Vua có nhất thiết phải mạnh hơn đại tướng quân? Tại sao lại không ra lệnh được khi mà họ nắm quyền tất cả lực lượng và phe phái trong lòng bàn tay, đặc biệt là lòng dân nữa. Dù gì hệ thống chính phủ vẫn được nhiều người dân kính trọng đấy nhá. Ví dụ Akenu bật họ, có chắc chó đỏ trụ được trước 5 người có đẳng cấp đô đốc. Ta thấy Kizaru một mình có thể cân Luffy trong 4 chương liên tục mà không hề lép vế. Thế thì năm lão tinh hợp lại còn khủng đến cỡ nào? Đó là chưa kể Imsama, Galen, vân vân. Nếu năm ông lão ngang Yonko, họ đã quét sạch hệ thống tứ hoàng mất rồi. Tứ hoàng giúp cân bằng thế giới ư? Nó chỉ đúng vì họ quá mạnh, không dễ bị đánh bại và có nhiều hải tặc trẻ nói theo họ, cứ răng buồm ra khơi tìm kiếm quyền lực và kho báu. Giả sử chính phủ tự tin hạ được 4 Yonko cùng lúc, thế thì họ đã làm và khi thành công toàn bộ người dân lẫn hải tặc sẽ thấy thôi toa chính phủ ghê quá bốn tứ hoàng còn bị hạ hết thì mình lấy cơ hội gì đây thôi quay về nuôi cá và trồng thêm rau bỏ nghề hải tặc luôn đấy chứ anh em nghĩ sao về ngũ lão tinh comment bên dưới nhé trước đây là những phân tích và nhận định của bọn mình về chat 1094 cảm ơn anh em đã xem hết video nếu thấy hay thì đừng quên like share và đăng ký kênh để ủng hộ bọn mình giờ thì xin chào và hẹn gặp lại bye bye